Thưa quý vị, Taki, đó là tên gọi của một giống dưa lưới cao cấp của Nhật Bản đang được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng và nhập khẩu với giá rất đắt đỏ. Với vị ngọt tự nhiên, thành phần có chứa chất chống oxy hóa, dưa lưới Taki đang được đưa vào trồng thử nghiệm tại Việt Nam. Tại Hà Nội có một trang trại cũng đang áp dụng công nghệ cao để trồng giống dưa này trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt về nước, dinh dưỡng và nhiệt độ để cho ra thị trường những trái dưa Taki có chất lượng tốt nhất. Những trái dưa lưới Taki của nông trại Pan Farm sắp cho thu hoạch. Khác với những loại dưa lưới khác, như dưa lưới của Israel mềm nhưng không ngọt, dưa lưới của Trung Quốc quả rất to, thịt giòn, màu vàng cam và ngọt sắc, thì dưa lưới Taki có kích cỡ trung bình từ 1,8 đến 2 kg, lại có vị mềm và ngọt thanh, đặc biệt là mùi rất thơm. Dưa lưới Taki rất nhạy cảm với thời tiết, vì vậy môi trường trồng phải trong lành và ổn định cùng với điều kiện chăm sóc khắt khe thì dưa mới đạt chất lượng tốt nhất. Vì vậy là hoàn toàn các sản phẩm được gần như kiểm soát toàn bộ tuyệt đối về cái chất lượng. Đầu vào mình đã có kiểm soát được, thứ nhất là giống sạch bệnh này, thứ hai nữa là sử dụng phân bón đều cũng phải sạch. Đúng không? Hai nữa là không phải dùng hóa chất. Đặc biệt là phân thuốc trừ sâu. Đây cũng là nông trại đầu tiên có sự kết hợp đặc biệt giữa các kỹ thuật công nghệ cao như hệ thống nhà lưới của Nhật Bản, công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel và hệ thống điều khiển nhiệt độ và độ ẩm của Hà Lan. Việc trồng chăm sóc dưa lưới Taki được thực hiện hoàn toàn tự động trong môi trường vô trùng và không sâu bệnh. Nhà sản xuất đang tính toán để giảm giá thành hết mức để người tiêu dùng có thể mua với giá chỉ bằng 1/15 giá dưa lưới Taki bán tại Nhật Bản. Ở thị trường ở Việt Nam hiện tại thì có tới, tôi nghĩ là 90-95% là nhập khẩu từ Trung Quốc. Thì cái giá của chúng tôi hiện tại là cao hơn giá của Trung Quốc. Bởi lẽ là cái giá trị của chúng tôi mang lại là tôi có thể khẳng định là nó hơn. Bởi vì cái sự sạch chúng tôi đầu tư cái nhà kính như vậy. Nhưng mà vừa rồi thì bằng những cái kinh nghiệm chúng tôi đã có và chuyên gia Nhật cũng sang để đào tạo, thì chúng tôi đã cố gắng để làm sao mà đưa cái mức giá xuống thấp nhất, và bà con hiện tại đang mua ở cái giá là khoảng độ tầm từ 70 đến 90 nghìn một cân. Dưa lưới được biết đến là một loại trái cây có hương vị ngọt tự nhiên, chứa các chất oxy hóa và polyphenol có khả năng chống ung thư, tăng cường hệ miễn dịch. Hiện giống dưa này cũng đang được trồng 20 hectare tại khu nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Hà Nam.